Đảng ủy quân sự huyện vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy, bí thư đảng ủy quân sự huyện và thiếu tá Dương Đăng Anh, phó bí thư đảng ủy, chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện, chủ trì hội nghị. Tham dự có Đại tá Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Trần Nguyên Thọ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo một số ban xây dựng Đảng huyện ủy. Năm 2024, quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng đảng, đã đạt được nhiều kết quả toàn diện. Chủ động tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, quán triệt các văn bản của cấp trên, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với phát triển kinh tế xã hội, tuyển chọn và bàn giao công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, an toàn, Tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm các phương án sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Trên cơ sở những kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận làm rõ các mặt còn tồn tại hạn chế, đồng thời thống nhất cao với những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 của Đảng ủy quân sự huyện Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên ban Thường vụ tỉnh ủy, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ghi nhận biểu dương những kết quả mà Đảng ủy quân sự huyện Vũ Quang đạt được trong năm 2024. Đồng thời thông tin tình hình trong tỉnh, trong nước, khu vực và thế giới, công tác đối ngoại, quốc phòng của Việt Nam trong thời gian qua. Đảng ủy quân sự huyện cần tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tập trung làm tốt công tác đại hội Đảng bộ quân sự huyện nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, bí thư Đảng ủy quân sự huyện, cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời đề nghị Đảng ủy quân sự huyện tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý để bổ sung hoàn thiện dự thảo nghị quyết, đặc biệt là trong phần phương hướng nhiệm vụ phải rõ ràng, chặt chẽ, đầy đủ thông tin, có dự báo định lượng. Đảng ủy quân sự huyện cần chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu phối hợp với các lực lượng công an biên phòng nắm vào quản lý chắc tình hình an ninh nội địa an ninh biên giới chủ động phòng chống làm thất bại âm mưu thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch cùng với đó chuẩn bị tốt cho diễn tập lực lượng vũ trang các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn huyện cần phải chủ động công tác phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn thực hiện tốt công tác xây dựng đảng